chị Thanh xin mến chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Em chào chị Thanh. Chào em. Minh Châu này, sao lâu nay chị không thấy em chia sẻ với chị những cái lá thư đóng góp của quý vị xem chương trình mình ha? Dạ, dạo này chương trình mình nhận được nhiều thư lắm chị ơi. Dạ, mà có rất là nhiều những cái ý kiến hay đó. Em nhớ là có nhiều các bà nội trợ đó gửi thư về và gọi điện thoại về cho chương trình của mình, hỏi là không biết là chương trình có thể tư vấn một món ăn nào đó, vừa làm một món ăn cơm nè mà vừa có thể là một món nhắm, chắc là cho các quý ông nhâm nhi vào dịp cuối tuần. Vậy thì hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho Minh Châu cũng như quý vị khán giả đây một món có thể là món nhắm khoái khẩu cho các ông chồng, nhưng mà cũng đồng thời là một món ăn ngon cho các chị em phụ nữ. Nghe thì rất là hay, mà em nghĩ không có ra chị ơi, thôi chị nói luôn cho quý vị khán giả biết đi. Đó là món bao tử khìa nước dừa. Để thực hiện món bao tử khìa nước dừa thì các bạn cần chuẩn bị một trái dừa xiêm, một cái bao tử khoảng nửa ký, 1/3 muỗng cà phê ngũ vị hương, một muỗng canh nước tỏi, 5 tép tỏi đập dập, nước cốt chanh, muối hột và một số gia vị thông dụng, đó là dầu ăn, nước mắm, muối, bột ngọt Ajinomoto và nước tương Lisa. Đầu tiên thì chúng ta phải sơ chế cái bao tử. Khi mua về các bạn nhớ lưu ý, đây là phần quan trọng nhất của món ăn này, là các bạn phải lộn trái cái bao tử ra, xong rồi các bạn dùng nước cốt chanh và muối hột, chúng ta chà thật kỹ trên phần bao tử, rồi các bạn cạo sạch phần nhớt. Em ha? Dạ. Cạo sạch nhớt đi và chúng ta rửa sạch. Dạ. Chị ơi, nhiều khi em ngại làm bao tử lắm, tại vì mặc dù là em cũng theo các bước như chị mới nói đó, là em cũng chà chanh chà muối nè, nhưng mà nó chỉ sạch thôi chứ nó vẫn còn cái mùi hơi khó chịu á. Chị sẽ bật mí cho em một bí quyết. Còn một cái khâu sơ chế quan trọng nữa, đó là chúng ta sẽ xử lý qua chúng ta áp chảo trên nước mắm. Ủa, áp chảo trên nước mắm là có thể khử được mùi bao tử hả chị? Đúng vậy em. Quý vị khán giả thân mến, khi chúng ta mua bao tử về, quý vị hãy rửa thật sạch với nước cốt chanh và muối hột, rồi quý vị hãy cạo sạch nhớt đi, sau đó chúng ta rửa sạch một lần nữa, rồi chúng ta sẽ áp chảo mặt trong của bao tử với một ít nước mắm, như vậy thì sẽ khử được hoàn toàn mùi khó chịu của bao tử. Các bạn biết không, đây là cái bao tử mà tôi đã xử lý với muối và chanh, chà sát, cạo hết phần nhớt ở phía mặt trong của bao tử. Bây giờ chị sẽ áp chảo với nước mắm em ha. Dạ. Em cho vào đây khoảng nửa muỗng nước mắm thôi. Dạ. Muỗng canh, một ít thôi em. Dạ. Rồi, rồi em gắp phần bao tử này, em bắt đầu di phần bao tử này đều với nước mắm và làm hai mặt luôn. Làm hai mặt luôn. Ừ. Khi bao tử xăng là các bạn có thể tắt bếp được rồi. Dạ. Rồi, được rồi chị Thanh ha, mình gắp ra nha. Sau khi các bạn áp chảo với nước mắm thì các bạn nhớ chúng ta đem đi và rửa lại thật sạch, và chúng ta lại lộn mặt phần mặt phải của bao tử lại. Dạ. Vậy bây giờ tới công đoạn gì vậy chị? Bây giờ đến một công đoạn quan trọng, đó là chúng ta ướp phần bao tử này cho được thấm gia vị em ha. Dạ. Các bạn ướp vào đây 1/3 muỗng cà phê ngũ vị hương, 1 muỗng canh nước tỏi em ha. Dạ. 1/3 muỗng muối, 1/3 muỗng bột ngọt Ajinomoto và 1 muỗng canh nước tương Lisa. Như vậy là phần gia vị đã đầy đủ rồi. Em bó đều cái bao tử này cho thấm đều gia vị và chúng ta sẽ để bao tử nửa tiếng. Em nửa tiếng. Sau 30 phút thì phần bao tử đã được thấm gia vị. Bây giờ chúng ta bắt đầu khìa em ha. Cái này mình chỉ cần một ít dầu ăn thôi đúng không chị? Đúng vậy em. Vừa thôi vừa đủ láng chảo em ha. Dạ. Khi dầu mà bắt đầu nóng thì chúng ta phi phần tỏi mà chúng ta đã đập dập. Khi tỏi thơm rồi thì em cho phần bao tử này vào. Dạ. À, cho hết cả cái nước vào luôn. Đúng rồi, em cho phần nước vào. Rồi tiếp đó em trở đều hai mặt cho bao tử được thấm cái phần gia vị này một chút, rồi em cho nước dừa vào em ha. Dạ. Đầu tiên các bạn cho 1/4 trái nước dừa thôi. Các bạn để khoảng 5 phút, các bạn lại cho tiếp phần nước dừa lần thứ hai, và các bạn cứ lần lượt làm như vậy khoảng từ 2 đến 3 lần, cho nước dừa rút dần và bao tử chúng ta ngả sau màu vàng là được. Dạ. Chị ơi, em thấy cái món này tại sao mình không dùng một chút màu dừa ha chị, như vậy sẽ có màu đẹp hơn á.
không cần đâu em. À, với nước dừa tươi này em nấu nhiều một thời gian và khi nước dừa khô lại đến cuối thì cũng có màu vàng đã đẹp rồi. Quý vị và các bạn thân mến, khi làm món bao tử kỳ nước dừa thì chúng ta không cần phải dùng thêm nước màu dừa nữa, bởi vì như vậy thì món bao tử của chúng ta sẽ không có màu vàng đẹp tự nhiên. Bây giờ chúng ta cắt phần bao tử này ra em ha. Dạ. Chị ơi, còn cái phần nước sốt này thì sao? Bây giờ mình mới rưới phần nước sốt này lên bao tử em ha. Đúng rồi. Nào, em ăn rồi em cho chị biết cái món ăn này nó như thế nào. Dạ. Bao tử rất là giòn mà em không hề có cảm nhận cái mùi vị khó chịu mà bình thường mà em hay thấy ở những bao tử khác đâu chị. Bên cạnh đó nữa nha, là em thấy là gia vị của mình nó thấm đều vào trong bao tử hết rồi, ăn rất là đậm đà. Và quý vị khán giả thân mến, chỉ cần mỗi ngày một món ngon thôi, chúng ta có thể nhân lên thật nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc trong mỗi gian bếp của gia đình Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hãy thường xuyên liên lạc với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày qua hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi điện thoại về trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto, số điện thoại 061-882-6188. Chúng tôi luôn sẵn lòng đón nhận tất cả những ý kiến đóng góp cũng như những kinh nghiệm mà quý vị chia sẻ với chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.